Điều 22 đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại. 1. Thuế đối với thu nhập từ bản quyền. A. Thuế đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân không cư trú được xác định bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển giao chuyển quyền sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ tại Việt Nam nhân với thuế suất 5%. Thu nhập từ bản quyền được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 13 thông tư này. B. Thời điểm xác định thu nhập từ bản quyền là thời điểm tổ chức cá nhân trả thu nhập từ chuyển bản quyền cho người nộp thuế là cá nhân không cư trú. 2. Thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại A. Thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại của cá nhân không cư trú được xác định bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam nhân với thuế suất 5%. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 14 thông tư này. B. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là thời điểm thanh toán tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và bên nhượng quyền thương mại.